Em Dư chào cả nhà ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 12. Bữa nay cuối tuần có lên đồng hồ nữ màu đỏ cho nó may mắn đi, sôi động ngày mới, năng động. Đây là một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng khi mà mình chơi MC Fully Fly. Cái hãng này hình như là nó của Hy Lạp hay sao, và thường thì chỉ gặp những cái đồng hồ nữ thôi. Cái hãng này nó chuyên thiết kế là những cái mẫu đồng hồ nữ. Đây là một cái sản phẩm nguyên zin hết, dây khó zin hết toàn bộ nha. Khó của nó cũng có dập thương hiệu của hãng này. Đặc biệt cái form này nó sẽ là form vuông, nó có nét cách điệu một chút, không hẳn là vuông. Và cái viền trên này nó sẽ là một cái dải ngân hà đính đá ở trên này. Hiện tại thì em Dư thấy là không có rơi một cái viên đá nào. Mặt số của nó thì có khắc chữ love, và góc 5 giờ của chúng ta nó sẽ có hình trái tim, và nó đính những cái viên đá ruby rất là đẹp. Nụ thì đính đá sapphire. Nếu mà anh em nào mà làm bên cái ngành trang sức, nó sẽ có cái tên gọi của những cái màu đá này. Xanh này sẽ là ruby nè, này là hồng ngọc, là ruby, cái đây sapphire, em xin lỗi, sapphire, ruby, đá màu trắng là diamond. Ngoài ra còn có màu xanh lá, nó sẽ là emerald. Nói chung là vào chuyên ngành thì nó sẽ có những cái tên gọi nó đúng với lại cái màu sắc của cái viên đá đó. Con này thì độ mới rất là đẹp. Nếu mà chị nào mình thích những cái mẫu ôm tay vuông và khá là xinh như vậy, chọn ngay chiếc này cho em. Bên cạnh đó thì vì chiếc này khá là mới, mình có thể mua tặng cũng rất là ok, mang đi tiệc này, những cái mẫu này rất là đẹp rồi. Con này kích thước của nó khoảng là 30 nha cả nhà, tính cả hai càng luôn khoảng là cả 36.5. Có một cái chi tiết nữa rất là đáng chú ý ở cái thương hiệu Fully Fly này, đó là hầu hết những cái mẫu đồng hồ thời trang trên thị trường, các cái thương hiệu của Mỹ, Anna Klein, vân vân, đa số những cái mẫu mà đính đá nhiều thì nó đều là vỏ si hết. Bởi vì cái vỏ si nó vốn dĩ là cái thép hợp kim của nó nhẹ, mình rất là dễ gia công những cái viên đá này. Còn những cái mẫu này nó là bằng thép, ở đây nó sẽ có cái thông số là nó thép không gỉ này, và đã đính những cái viên đá lên một cái vỏ thép như vậy nó tốn rất là nhiều công, cho nên là có thể nói những cái mẫu như vậy rất là đắt tiền, thật sự là như vậy. Gia công những cái viên đá vào một cái đồng hồ vỏ thép đúc lúc nào nó cũng khó hơn, tốn nhiều công hơn và rất là đắt tiền. Chiếc này mã 88 580k, mã 89 680k là một cái thương hiệu Valentino của Ý. Đây cả nhà, Giovanni Valentino. Con này thì nó mặt kính của nó này, nó gương cầu lồi, và cái hoa văn của nó rất là nhiều, rất là đẹp nha, cực kỳ đáng tiền. Mình sẽ thấy chủ yếu là ở đây cái góc 12 giờ nó sẽ có ông trăng sao ở trên này nè. Nó hoạt động theo cơ chế gọi là ngày đêm đó, hiện tại là đang là 12 giờ 20 phút, cho nên là mặt trời nó đã bắt đầu nó lặn dần, và càng về chiều thì mặt trăng nó sẽ lên như vậy. Đây là trăng. 12 giờ khuya nè, đây là 0 giờ sáng, thì ngay trăng nó ngay ở giữa. Cứ tiếp tục như vậy thôi. Một mẫu trăng sao thương hiệu của Ý.
Ở đây mình sẽ thấy cái niền của nó sẽ là niền băm màu vàng, nụ của nó cũng là nụ vàng, đáy của nó này. Giovanni Valentino Italy S, ở đây có nghĩa là viết tắt của thép không gỉ, stainless steel. Steel S là viết tắt của từ steel. Ở đây thì em Dư đã thay cho mình một cái sợi dây da màu đỏ, nó trùng với lại cái mặt của đồng hồ, rất là mềm, khó là khó thép vàng nè, đẹp lắm. Con này cũng rất là dễ lên tay nha. Đây. Size là cỡ 29-30, chiều dọc sẽ là cỡ 38.5. Tính ra thì hai mẫu này kích thước nó cũng tương đương nhau thôi cả nhà, nó không có quá lớn đâu. Con này thì càng nó dài hơn 2 ly, 2 ly chứ. Nhưng mà về cơ bản thì cả hai chiếc này những cái chị em tây nữ đều dễ mang cả. Một con là kiểu form trứng và một con là form vuông. Rồi hôm nay có hai chiếc nữ như vậy ha. Em về mẫu nam, đây Bao Smith. Con này là 420k, mã 90. Lý do là cái cây kim nhỏ này, nó là cây kim dây ở góc 7 giờ, nó bị lỗi, nó không có chạy. Nhưng mà kim giờ và kim phút chạy ngon lành. Thì ở đây em Dư sẽ bảo hành máy móc cho mình 3 tháng, cho mình yên tâm dùng nha. Mồi chạy chuẩn hết không sao hết, nhưng mà cái cây kim này nó lại bị lỗi rồi. Thì coi như là hai kim thôi, giống như những cái mẫu đồng hồ mà hai kim đó. Form con này thì rất là dễ đeo, dành cho mấy anh tay vừa và nhỏ. Dây là dây thép đúc zinc hết của nhà Bao Smith. Đấy của em nói được lắp ráp tại da băng, và sản phẩm này là sử dụng máy của Citizen nha cả nhà. Mặt xanh nè, đẹp nè, kim màu cam. Size ngang của con này nó sẽ rơi vào cỡ độ là 37.5 và chiều dọc sẽ là 45. Anaseco, Anna nó là một cái thương hiệu hãng hàng không của Japan, và nó hợp tác với Seiko, chính vì vậy nó sử dụng Seiko, máy nhà Seiko luôn. Cũng giống như mấy thương hiệu như là Wired, Anbe thì nó đều hợp tác với Seiko, bởi vì những cái hãng này nó không có đủ khả năng tự lắp ghép ra một cái bộ máy. Thay vì thế thì nó chỉ chuyên về cái khâu gọi là thiết kế, và nó sẽ. Và cái mẫu này thì thực ra thì cái thương hiệu Anne này em để ý là cái mẫu mẹ của nó kiểu đặc trưng dành cho hàng không nha. Chiếc này thì nó sẽ ăn tiền ở cái bộ cọc số này. Mình sẽ nhìn cái bộ cọc số của nó bằng thép nổi này. Nó bắt sáng rất là tốt, và cái chất thép của nó vét. Cái bộ cọc số nó vét cũng khá là đẹp. Có dạ quang ở các cái đầu cọc số này cả nha, và bộ kim đó, kim giờ, kim phút và các cái dạ quang chấm bi ở đây nha. Đó. Thấy nhỏ nhỏ gì cho mình nó sáng lắm. Anh em để ý cái chấm bi này nè, cái hạt nó rất là to. Con này nó sẽ là nấm cổ chai luôn này nha, kháng nước tốt lắm á. Bữa nay là ngày 2 và chủ nhật. Ủa bữa nay thứ 7 chứ. Ngày thứ 7 chứ. Đấy, vậy đấy. Đáy nó nhìn đẹp không? Đáy của nó có những cái đường chảy tia này, nó giống như là cái gợn sóng ở dưới cái hồ nước ấy. Nó chảy tia, nó lon ra. Đơn giản, và cái đáy của nó sẽ lồi lên như vậy.
Đấy, nhìn rất là uy tín nha. À, dây khó thay mới loại tốt. À, chiếc này về nó chỉ có cái mặt thôi cả nhà. À, cho nên chôn này thì giá cũng rất là dễ chơi. À, 800k thôi. À, 6 kim. À, kháng nước tốt. Có nhà quen. Rồi, ok. Mẹ 91. 800k. À, mẹ 92 là một con tâm mì. À, đây là thương hiệu khá là quen thuộc với chúng ta rồi. Nó là thương hiệu của Mỹ đó. Con này rất là mới ha. Đây, dây khó thép, nguyên zin hết, còn rất là dài. Con này thì thật sự mà nói thì nó chỉ thiếu cái hộp thôi. 100% là thép không rỉ nè. Kháng nước 5 ATM. Ở đây cái tem này hình như là cái tem thay pin như sao. À, như vậy con này nó được sản xuất vào năm 2018 này cả nhà. Chỉ mới khoảng 5 năm thôi. Đó. Ba cốt. Đây là 5 kim một lịch. Và nó sẽ là kim chỉ tháng nha cả nhà. Ở trên đây nó sẽ là tháng nè. January là tháng 1 và hiện tại là đang là tháng 12. Ở ngày thì ngày bên đây. Và góc 6 giờ nó sẽ là kim 24 tiếng. Con này thì size khá là to nha. Con này em tưởng size cỡ 40-41. Ai về là 44 rồi. À, dành cho mấy anh tay vừa và to đó. Cụ thể là tay mấy anh phải là cỡ 16 năm thì mới bắt đầu mang cái chiếc này được. Còn rất là mới. À, con này sẽ là 1.080k. Mã 92. Mã 93, con này thật sự mà nói là siêu phẩm á, nó rất là đẹp. À, Macintosh, nó là một cái hãng về máy tính. Hình như nó là đời đầu của MacBook á. Có nghĩa là ngày xưa khi mà Apple nó giới thiệu cái laptop đầu tiên của hãng của nó thì nó lấy tên là Macintosh. Và sau này nó đã rút gọn cái tên lại thành là MacBook. Màu con này rất là đẹp và hiếm gặp nha. Đây là một cái dạng màu xanh nhạt, không phải màu trắng cũng không phải là màu xanh. Ở đây là một cái chất màu đúng cái kiểu là gọi là thanh lịch, cực kỳ là đơn giản. Và chúng ta có thể nhìn thấy rõ nét cái bộ kim cũng như cái bộ cọc số đó. Nhìn rất là đẹp. Em nói thiệt nha, mấy cái con cỡ mấy cái con này nè. Nếu mà xét về cái độ hoàn thiện của những cái con này thì thua xe cái con này. Thua, em nói là thua xe luôn nha, chứ không phải là bên 8 bên 10 đâu, không có đâu. Nhất chúng ta có thể xét là bộ cọc số này. Ví dụ như tâm mì á, nó làm sao? Nó chỉ là những cái cọc vạch nó vẽ lên thôi. Còn cái con này nó là cọc bằng thép và mình có thể nhìn thấy cái độ hoàn thiện của nó. Ngay cả những cái phông chữ của nó cũng là bằng thép luôn nè, thấy không? 12B mà nó vát, nó rất là đẹp. Có dạ quen ở bộ kim và các cái đầu cọc số này. Màu thì rất là đẹp rồi. Nụ góc 4 giờ và lịch cũng lẽ sẽ là góc 4 giờ luôn. Con này nhìn rất là thích mắt. Những anh em nào mà mình muốn có một cái đồng hồ lịch sự đơn giản mà mình đeo hoài mà nó vẫn giữ được cái nét rất là sang, lấy con này không em? Dễ xem ngày xem giờ đó. Thực ra mình chơi đồng hồ là mình lưu ý tới cái đầu tiên là cái độ hoàn thiện của sản phẩm. Anh em nhìn những cái bộ cọc số này, nó rất là đáng tiền. Hồi xưa thì lúc mà em mới chơi đồng hồ thì mình quan trọng về những cái mẫu mã, nhưng mà sau này mình tiếp xúc nhiều, mình thấy chơi đồng hồ trước tiên là ở bộ kim, bộ cọc số và cái mặt số chứ. Đó là hai chi tiết đầu tiên luôn. Sau đó là mình mới tính tới cái tính năng khác. Cho nên là cái bộ kim, cọc số và cái mặt số là hai cái mặt tiền đầu tiên mà khi mà mình nhìn vào đồng hồ là mình thấy được liền cái độ hoàn thiện đó. Nó đơn giản, nhỏ mà có vỏ, dây thép đúc. À, cái con này thì dây tay của nó thì hơi ngắn, hình như 10-16 thôi. Thì ở đây em Dư có nối cho cả nhà mình hai cái mắt như vậy. À, ví dụ như tay mấy anh mà tay nhỏ á, thì mình tháo ra là xong. Cái này nó bị tuột cái chốt, lát nữa em vào em sẽ cố định lại.
chứ không có trở ngại gì hết đó, thấy không? Cái mắt em dư kiếm gắn về thì nó cũng khá là giống với lại mắt zin, khó là rất là đẹp nha. Con này là 880 mã 93, và cuối cùng là con Citizen. Em dư là rất là cố gắng săn những cái mẫu Citizen như vậy về cho mấy anh chơi với cái giá ưu đãi. Những cái mẫu này thì đâu có giá rẻ đâu. Độ mới rất là cao, cỡ khoảng 95% nha. Bộ dây đây cũng rất là ăn tiền nè. Hồi giờ cũng ít gặp cái loại Citizen mà nó sử dụng bộ dây mà gọi là gẹo như vậy đó nha. May mắn sao bữa nay về được một chiếc như vậy. Bốn cốt và cái cốt gốc 8 giờ này mình sẽ xây cái viền benzen ở bên trong. Cũng như một số các cái dòng khác á, thì quan trọng nhất là cái kim tính năng ở gốc 6 giờ. Đây. Mình sẽ rút ra một nấc nha. Và mình sẽ xây. Đây là chế độ giờ thể thao nè. Local time LTM, nó có nghĩa là local time, một cái múi giờ thứ hai. Em lấy ví dụ như là khi mà mình chuyển sang chế độ local time á, mình sẽ chỉnh một cái múi giờ ở một cái quốc gia khác. Và bình thường thì mình sẽ để đồng hồ ở cái múi giờ TME, là giờ thực tế, là cái giờ Việt Nam của mình. Thì sau khi mình chỉnh múi giờ thế giới xong á, mình đưa về cái local time này, thì cái đồng hồ nó sẽ chuyển về cái giờ của cái local time đó. Thì đó là ý nghĩa của các cái tính năng ở trên đây. Nhưng mà về thực tế thì nó khá là rườm rà và gần như là chúng ta cũng ít có dùng. Thì ở cái mẫu này á, thì cái tính năng local time rõ ràng là nó không có được tốt bằng những cái mẫu đồng hồ mà nó thiết kế hai bộ đồng hồ. Như thế thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đây báo thức nè. Như vậy ha. Các tính năng đều đang hoạt động tốt. Em dư cũng đã chỉnh về lịch vạn niên cả rồi. Thành ra là mình về chỉ có xài thôi. Con này nó có một cái tính năng nữa, đó là nó tiết kiệm pin khi mà mình không phải dùng. Dây khó nguyên zin hết toàn bộ, rất là mới. Mẫu này thì mình nhìn cái thiết kế nó cũng khá là hầm hố. Size con này sẽ là 45.5. Chiều dọc của con này nó sẽ là cỡ 51. Tính ra là cái size ngang của nó tuy là to, nhưng mà chiều dọc như vậy thì mấy anh tay có chừng 16 năm là mang đã đẹp rồi. Ồ, thực tế lên tay thì tay em 15 là mang cũng có cảm giác là nó vẫn ôm tay ha. Như vậy là tay mấy anh 16 mang cũng được á. Rồi, chiếc Citizen này là 2.480.000 ha. Mới 95%. Có tặng kèm cái hộp như vậy. Đấy của em nói nè. Còn mới lắm. Dạ quang sáng lắm nha. Con này là dạ quang tất cả các cái cọc số và bộ kim nè. Hôm nay em có một số mẫu như vậy. Cảm ơn cả nhà nha.